Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc dao gấp du lịch đến từ hãng Yato Ba Lan, có mã là IT76051. Đây là một chiếc dao có thiết kế rất nhỏ gọn, phù hợp để mang theo cho những chuyến du lịch, những chuyến dã ngoại hay những chuyến đi phượt cùng bạn bè. Như mọi người thấy, chiếc dao được để trong hộp rất đơn giản, với logo Yato ở mặt trước, mặt sau là một vài thông số của dao. Và bây giờ mình sẽ lấy chiếc dao này ra và xem nó có đặc điểm gì đặc biệt nhé. Chúng ta chỉ cần kéo tấm pin này lên là lấy được dao ra rồi. Đây là chiếc dao của chúng ta. Nhà sản xuất đã rất tinh tế khi mà thiết kế cái phần chuôi dạng nhám có nhiều đường vân để chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm. Mình sẽ quay lại gần cho mọi người thấy. Rất bóng bẩy và tinh tế. Như chiếc ốc được gia công rất là chắc chắn. Và như mọi người thấy, ở trên phần chuôi dao có gắn thêm một chiếc móc cài để chúng ta có thể gắn lên người, gắn bên ngoài, gắn một chỗ nào đó thì chúng ta có thể dễ dàng lấy dao ra, rất là tiện. Sản phẩm được gia công rất là trau chuốt và tỉ mỉ. Ở phần chuôi dao có ba cái lỗ nhỏ nhỏ như mọi người thấy đó, để mình có thể treo lên móc hoặc là treo một chỗ nào đó khi mà không dùng đến. Bây giờ mình sẽ mở lưỡi dao ra. Chiều dài của chiếc dao khoảng hơn 17 cm. Phần lưỡi có độ dài khoảng hơn 7 cm. Phần chuôi khoảng 10 cm. Một sản phẩm nhỏ gọn. IT76051. Phần lưỡi dao thì được sơn một lớp sơn tĩnh điện rất là bền. Vô cùng sắc bén. Mình cầm con dao này thấy thoải mái lắm. Nó rất nhỏ, vừa vừa lòng bàn tay. Và ở phần chuôi là cái ghế dạng cong ấy, sẽ ôm trọn cái nắm tay của chúng ta. Mọi người có thấy cái thanh thanh sắt, một cái thanh răng cưa ở giữa này. Cái thanh này có tác dụng là khi mình mở dao ra ấy, thì nó sẽ giữ cố định cái dao và không bị tự động gập lại. Nên chúng ta muốn gập dao lại thì sẽ kệ cái thanh qua một bên, mình chỉ cần gạt nhẹ thôi đó và tiến hành gấp dao lại. Rất dễ dàng và gọn nhẹ. Sản phẩm hiện có sẵn tại yato.vn, số 3+5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Các bạn quan tâm sản phẩm vui lòng like, share, comment và góp ý kiến bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.